Cụ thể, ngày 30 tháng 1, Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang tiệm vàng Thảo Lực đang mua tờ 100 đô la Mỹ của anh Nguyễn Cà Rơi, thợ điện. Ngay sau đó, công an khám xét nhà ở nhưng lại lập biên bản vi phạm đối với doanh nghiệp và tạm giữ tang vật gồm 9 hộp chứa kim loại màu trắng, kim loại màu vàng, hộp đá, một đầu thu camera và một tờ tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ, cùng những chứng tử, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của tiệm vàng Thảo Lực. Thứ nhất, theo luật xử lý vi phạm hành chính 2012, người có thẩm quyền có quyền ra lệnh khám người, khám phương tiện, khám xét nơi ở để tìm tang vật vi phạm thì việc khám xét nơi ở chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng nơi ở đó có cất giấu tang vật. Điều này có nghĩa rằng quyết định khám xét chỉ được ban hành sau khi hành vi vi phạm xảy ra và người có thẩm quyền có căn cứ để nhận định về nơi cất giấu tang vật vi phạm. Phương tiện vi phạm hành chính, Điều 129. Tuy nhiên trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã ra quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm là nhà chủ tiệm vàng Thảo Lực vào ngày 24 tháng 1. Tiệm vàng Thảo Lực bị bắt quả tang khi mua 100 đô la Mỹ của anh Cà Rơi vào ngày 30 tháng 1. Khi chưa có hành vi vi phạm thì dựa vào căn cứ nào mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều và trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ xác định địa điểm cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm? Do đó, quyết định khám nhà của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều không có căn cứ pháp luật, đã vi phạm luật xử lý vi phạm hành chính. Thứ hai, tại thời điểm tiến hành khám xét không lập biên bản vi phạm hành chính mà lại lập biên bản vào ngày không xảy ra hành vi vi phạm. Hành vi thu đổi ngoại tệ xảy ra vào ngày 30 tháng 1 nhưng đến ngày 13 tháng 8, Công an thành phố Cần Thơ mới lập biên bản vi phạm là không đúng theo quy định tại Điều 58 luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Theo đó, quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 4 tháng 9 năm 2018 căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính ngày 13 tháng 8 cũng là không đúng pháp luật. Thứ ba, hành vi vi phạm trong biên bản vi phạm ngày 13 tháng 8 không khớp với quyết định xử phạt hành vi vi phạm ngày 4 tháng 9. Biên bản vi phạm ngày 13 tháng 8 cho rằng tiệm vàng Thảo Lực vi phạm về hành vi mua bán ngoại tệ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu là kim cương, không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định. Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp, trong khi quyết định xử phạt lại xử phạt về hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Thứ tư, biên bản vi phạm ban hành ngày 13 tháng 8 mà đến ngày 4 tháng 9 mới ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, theo quy định tại Điều 66 luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính. Thứ năm, hành vi vi phạm chỉ là mua bán 100 đô la Mỹ nhưng Công an quận Ninh Kiều lại thu giữ của ông Lực 20 viên kim cương cùng nhiều vàng, đá quý trong tủ. Tiệm vàng đã bị xử phạt và tịch thu số tài sản trên trong khi chưa làm rõ được tài sản này thuộc sở hữu của ai, là tài sản cá nhân của ông Lực hay tài sản của doanh nghiệp, và cũng không phải tang vật trong hành vi mua bán ngoại tệ trái phép. Như vậy, việc ra quyết định khám xét nhà ở và quyết định xử phạt tiệm vàng Thảo Lực của Công an thành phố Cần Thơ là không đúng quy định pháp luật.